Chào đón quý vị đến với tần số tình yêu. Ông Mai của tôi bận đồ chỉnh chu sang trọng màu trắng, âm thầm không báo tôi biết, không biết là có cái lý do gì hay không. Hôm nay hai người khách mời của chúng ta cũng mặc đồ trắng chưa? Bởi vậy nè, anh chạy vội vàng vô để thay bộ màu trắng. Cái đồng điệu tôi như một tờ giấy báo bỏ tôi ra. Hai cô nàng nó chắc phải đẹp lắm chứ, với Vinh mới chạy vô thay cái áo trắng chung ha. Và nếu như các bạn cũng cảm thấy cô đơn thì hãy như hai cô áo trắng trong kia, liên hệ tới chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin mời gặp gỡ hai bạn gái, đó là Song Nhi Em và Quỳnh Trang. Xin mời. Vừa trắng vừa xinh lại thông minh, nhiệt tình chiều trời trên hết mình. Ai ai hờ ai hai, ô cô cơ ô cô, yên tờ yên tiếng, hai cô tiên hạ. Song gì mà đẹp quá vậy? Dạ tên Song Nhi Em. Vậy là có Song Nhi chị ở nhà đúng không? Dạ có. Chị có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa sống dẫn tới đây luôn. Chị nhát nhát, nhát dạ. Ha. Rồi bây giờ mình đi trước để dẫn chị mình đi sau. Dạ. Tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Nguyễn Song Nhi Em ạ. Hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ạ. Dạ, nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Trời dạ. Ơi cái tuổi quá đẹp. Và xin chào chị Việt Hương và anh Vinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang và hiện tại em đang là sinh viên. Em có đi làm người mẫu ảnh ở ngoài nữa ạ. Sinh viên trường gì em? Dạ trường Văn Hiến ạ. Ngành gì? Dạ em học tiếng Anh thương mại ạ. Sau này ra làm doanh nhân mà đẹp như giày cỡ nào tôi cũng vô tôi mua hết trơn. Bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ năm nay em 20 tuổi ạ. Với lại bốn anh chàng ngồi trong kia. Đúng rồi. Qua anh Vinh mới được. Này anh Vinh gì hai em mà chạy vô thay cái áo trắng bóc. Mà cái áo trắng mà em đang là ông vàng nữa chứ. Đó, thấy gì. Chưa. Về đây, hôm nay ông Mai và Mối sẽ che chở cho tụi em. Xin mời. Đây là cái dòng 1, dòng đi tìm từng số. Và bây giờ mời bốn chàng trai trên kia. Trời ơi, đẹp luôn. Xin mời bạn đầu tiên giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC xinh đẹp và hai bạn nữ dễ thương ngoài kia và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Vinh xinh đẹp luôn nha. Anh đẹp trai nha. Mình tên là Lê Bảo Trân. Khi các bạn nghe tên của mình cũng hơi bất ngờ đúng không? Các bạn cứ nghĩ đó là tên của một bạn nữ, nhưng không, mình là một bạn nam. Đa số mọi người biết mình qua cái tên là Hồ Phước, cho nên là mọi người cứ gọi mình là Hồ Phước nha. Hồ Phước. Tên Lê Bảo Trân là tên trong cây xanh của em, nhưng mà người nhà đặt lộn á, bị đặt nhầm. Ai đi đặt mà lộn tên? Dạ ông của em. Ông ngoại hay ông nội? Dạ ông cố. Cố đang vui. Rồi có báo cho cố biết là đẻ con trai không? Dạ có. Mà sao cố đặt tên con gái? Dạ tại vì ông của em đi làm giấy khai sinh một lần tới mấy đứa cháu luôn, cho nên là đặt được nhầm. Trời đất ơi, làm nghề gì vậy? Dạ hiện tại em đang là diễn viên. Em đã được 20 đầu bánh chưng rồi mà vẫn còn cô đơn. Nhà em quê ở đâu? Dạ quê em ở Long An à. Cao 1m mấy mà cứ ngồi hết màn hình của tôi vậy? Dạ em cao 1m77 à. 77 sao cao dữ vậy Vinh? Lát em vô ngồi thử coi. Dạ, lát ra ngoài Vinh cho. Dạ mời bạn số 2. Dạ xin chào tất cả mọi người và các bạn đang theo dõi chương trình. Em tên là Bùi Nguyễn Quang Huy và quê của em là ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Năm nay em 21 tuổi, em cũng ế. Chắc khoảng được 2 năm rồi. Em hy vọng là em sẽ tìm được một tần số nào đó phù hợp với em, một trong hai bạn nữ ở đây ạ. Xin lỗi em làm nghề gì? Em hiện tại em làm ca sĩ và diễn viên ạ. Ủa sao nay ca sĩ diễn viên ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Rồi mời bạn số 3. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Lâm Bảo Sơn. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là sinh viên năm 4 khoa luật trường đại học Tôn Đức Thắng. Và ngoài ra mình có tham gia một số hoạt động nghệ thuật giống như là ca hát, diễn xuất, làm MC. Mình có một sở thích mà mình nghĩ là tất cả các bạn nữ đều thích, đó chính là nấu ăn. Và mình đặc biệt mình nấu ăn rất là ngon. Hai em ơi, anh đã từng học luật thì anh sẽ nguyện làm bị cáo để hai em làm chủ tọa phán xét vào trái tim của anh, có được không ạ? Nghe ổng giới thiệu là như ổng MC rồi. Với lại luật nữa mà. Luật lanh miệng lắm. Em ơi. Dạ. Các em có thực tập chưa? Dạ hiện tại em mới đi thực tập rồi. Và em chuẩn bị tốt nghiệp. Còn 2 tháng nữa em tốt nghiệp à. Em thực tập ở cái vai trò nào? Em làm thực tập sinh pháp lý cho một công ty của bất động sản. Rồi em có ra tòa lần nào chưa? Dạ có, tụi em có ra tòa, với lại khi trong quá trình học thì em cũng được trải nghiệm phiên tòa giả định. Cái cương vị nào làm cho em căng thẳng nhất? Em nghĩ là thẩm phán và chủ tọa, tại vì họ sẽ đưa ra cái kết luận của họ. Và cái việc đưa ra kết luận của họ thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên cáo hoặc là bị cáo. Cảm ơn bạn, chúng ta cùng đến với phần giới thiệu của bạn thứ tư. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tâm Nhân. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có một cái sở thích là ca hát,
nhảy nhót. Thời gian rảnh mình hay sáng tác những bài rap. Và ngày hôm nay mình đến với chương trình, mình mong mình sẽ được bắt chúng tần số của một trong hai bạn dưới kia. Sau khi nghe giới thiệu xong thì không biết là các bạn có ấn tượng với chàng trai nào ở đây không, Quỳnh Trang? Sau khi mà em nghe bốn chàng trai nói chuyện thì em cảm thấy có ấn tượng với anh số 3 nhất ạ. Còn như em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em có thiện cảm với cái người mà nói tiếng lớ lớ vậy, em thích. Vậy hả? Dạ. Mặc định vậy luôn hả? Dạ. Không, lớ lớ thích thôi. À, chút nữa từ từ khai phát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của mỗi chàng trai để coi thử là cái ấn tượng nó có thay đổi không ha. Xin mời. Đàn ông trai cho nên đơn giản ha. Có anh chàng số 4 có hình em hả em ơi? Dạ, đây là hình ốp lưng thôi hả chị? Em số 3 ơi. Dạ. Cái ốp lưng của em ở giữa nó bị xét hả em? Dạ, do em xài lâu quá nó bị cũ quá chị. Tại vì em mua cái ốp lưng này dùng để tiện cho mình xem phim á, khi mà mình nằm hoặc là mình ngồi cũng dễ. Mới dựng lên được ha em á? Dạ, đúng rồi. Với chị thì chị thấy bốn cái lưng này là tại con trai không có gì đặc biệt, cho nên xin xem màn hình khóa luôn được không ạ? Màn hình khóa điện thoại. Chương trình thi với các biến đoạn. Biến đoạn là một cái vở kịch hoặc là một cái tiểu phẩm mà đã được mình lấy ra một khúc và mình chế biến lại. Cái này thường là nằm ở học kỳ 2 của năm học, gọi là biến cái đoạn đó thành một cái đoạn khác, phải không bạn? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Nhưng mà tại sao lại để lên màn hình khóa như vậy bạn? Dạ tại vì lúc em thi cái chương trình thi biến đoạn này thì em được các bạn bắt làm đại trưởng, mà tính em thì cũng hay quên tại vì có nhiều tiết mục quá, bởi vậy sắp xếp cái đạo cụ này nọ cho em phải để màn hình khóa luôn để em nhớ tiết mục nào để em sắp xếp. À Vinh có biết là ngày xưa sinh viên nghèo lắm, có một cái tấm màn vậy thôi, rồi có cái bục y chang vậy, thì ra đằng trước là diễn cho thầy cô coi, nhưng mà vô đằng sau tấm bục một chút xíu là có cái màn, thì tụi Hương phải thay cái độ trong cái màn á, xong rồi chạy qua bên kia, chạy qua bên Vinh vậy nè, xong rồi trở ra để diễn tiếp. Rồi các bạn có biết là chúng tôi chăng chạy ngay chữ cái khúc này á, là trai gái gặp nhau chổng á mà vẫn thay đồ bình thường. Nhiều khi thay đồ là tất nhiên là có một cái bộ đồ, tôi gọi là bộ đồ tico, bộ đồ chọc và hình thể ở trong người, nhưng mà lôi lúc gái thì cũng phải có phụ tùng này nọ. Xong rồi cái chạy ra sao ơi, gài giùm coi, cái đằng trước đang diễn kêu mà nghe kêu gài luôn á, mấy nhỏ gái nó nhào vô thay đồ trước mặt em không? Dạ không, là tụi em có thiết kế, tụi em văng màn ra làm cái phòng thay đồ riêng cho nữ, còn nam tụi em thì thay đồ ngoài luôn, thay đại luôn đúng không? Dạ. Tự nhiên em để là cái đó, chị nhớ là cái thời của chị, rồi chị ban qua cái chuyện mà chị đi thi nó thật là tào lao. Trở lại chỗ cũ nha em, lỗi mọi người nha, tự nhiên nhớ là cái thời đó mắc cười quá trời. Nếu mà tụi em chọn anh chàng đó thì tụi em phải mở lòng dữ lắm. Tại cái nghề của chị là sát với nhau luôn, cho nên rất là dễ ghen. Cái nào hay ghen thì phải coi lại anh chàng số 4 đó. Thôi thì bây giờ hỏi hai bạn nè, Quỳnh Trang em ấn tượng với cái màn hình khóa nào? Em ấn tượng với anh số 1 ạ. Ai vậy em? Người đó là ai? Dạ người đó là em ạ. Cái tóc em có vẻ khác. Dạ cách đây là khoảng 2-3 tháng rồi. Chị nhìn này chị nghĩ là ba em. Ba em. Không à, tại cái áo sơ mi hơi rộng rộng. Dạ tại vì phong cách của em đa số là mặc đồ unisex form rộng á chị. Như em ấn tượng với cái hình nào? Cái dạ hình nào? Em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em là một người cũng khá là thích màu đen, thích màu đen với màu trắng. Bà như em này nãy giờ mà thích hàng số 2 hai lần rồi nha. chị khoái em chàng số 4, tại để cái bài thi lên nó vui vậy thôi à. Thôi để em thích bạn số 3 cho. Chị cũng thích số 3 luôn, em đang uống cà phê hả? Dạ thực ra là em đứng trước cái quán cà phê của người ta chắc em chụp hơn 100 tấm luôn á. Chứ em không có uống cà phê à? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chị cũng thích em, chị cũng thích em, chị cũng thích em. Chị tưởng uống cà phê, chị xin ly. Xin ly. Do đây là lần đầu tiên em đi Đà Lạt, cho nên là em muốn chụp nhiều phấn cái tấm làm kỷ niệm. Và cái chỗ này nó rất là đẹp, cho nên em đứng em chụp hoài luôn. Mà cái chỗ em chụp là xấu lắm biết không? Xấu lắm biết không? À chụp cho em vậy. Do em đi chung với một tập thể cho nên là bạn bè em chụp cho em. Chị gì cứ Vinh Vinh nói chụp hình xấu quá. Bố cục kỳ. Hai bạn nữ ơi, hai bạn đã từng đi Đà Lạt chưa? Trang đi rồi ạ. Bạn Nhi sao ạ? Nhi em đi chưa? Nhi thì chưa đi. Qua chương trình này thì hai đứa mình có thể làm một chuyến đi chung với nhau được không? Nếu mà có cùng tần số thì chắc là có thể. Chúng ta sẽ cố gắng bắt tần số của nhau ha. Nhưng mà em đi rồi mà, em đi làm chi nữa? Em chưa có đi hết cảnh của Đà Lạt, với lại là mình rủ bạn đi có nghĩa là kiểu dạng như bạn bè thôi. Tại vì sau chương trình này nhiều khi mình không bắt được tần số của nhau, nhưng mà mình vẫn làm bạn được của nhau. Thôi lúc đó là bộ người khác rồi, đi với em bộ đâu có cho. Ừ. Bạn Trang ơi. Ai đó? Số 1 à? Dạ số 1 sao? Bạn có thích đi Đà Lạt không? Có, Trang rất là thích đi Đà Lạt. Phước là một người rất là thích đi Đà Lạt, và hầu như là tháng nào Phước cũng đều lên Đà Lạt hả? Ủa em buông trà cho nó em. Dạ không ạ, à, tại vì em thích được cái không khí ở trển. Tháng nào em cũng lên trển ở ít nhất em là em làm nghề gì mà em vui vẻ, tháng nào cũng du lịch vậy? Chị lâu quá rồi không đi đó.
Tại vì em có bạn ở Trọn đó chị. Rồi lên Đà Lạt chơi. Dạ, nếu mà bạn Trang có muốn đi Đà Lạt thì cứ nhắn tin với mình sẽ tình nguyện làm một hướng dẫn viên du lịch dẫn bạn đi khắp Đà Lạt. Số 1 với số 3 là ta mời lên Đà Lạt, rồi số 2, số 4 mời đi đâu? Em thì không có thích đi Đà Lạt lắm. Nếu mà hai bạn thích đi du lịch, một ngày nào đó mình sẽ tổ chức một cái tour và đi du lịch bằng xe máy xuống dưới Hòn Sơn Rạch Giá. Hòn Sơn là một nơi rất là đẹp, mình đã từng đi qua rồi và mình rất là hoang vu và mình rất là thích nơi đó và mình muốn chia sẻ cái không gian đó chung với mọi người, chung với hai bạn. Chị chưa đi chỗ đó đó, em nói là chị sẽ đi.